Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mà không cẩn thận là nó cắn một cái là bê lắm luôn á. Ôi rồi, nó dữ quá. Ê, sợ quá. Hello anh em, trời đang mưa tính đi vô nhà mà thấy con tô cây gecko ở ngoài tự nhiên. Bé này đang bị đứt đuôi. Thấy vậy đứng đội mưa quay clip cho anh em coi luôn. Cái con này là con tắc kè hoa, tiếng Việt mình kêu là tắc kè hoa. Và nó kêu tắc kè mỗi đêm. Thì con này nó sống rất là rộng rãi ở cái môi trường Việt Nam. Chỉ cần mà ra hơi ngoại ô chút xíu thôi đó thì sẽ nó sống rất là nhiều ha. Ở trong thành phố vẫn có nhưng mà ít hơn. Bé nó đang lột da các bạn ha. Ok, để mình quay điện thoại lại cho các bạn coi ha. Đây là bé tô cây gecko, bé này cắn cũng rất là bê ha. Đầu khá là bự. Đó, nó lột da nè, thấy chưa? Có vẻ phòng thủ rồi đó. Đây các bạn, này anh em bắt mà không cẩn thận là nó cắn một cái là bê lắm luôn á. Ôi rồi, nó dữ quá. Mình cũng hơi run run đây. Đang run run. Ôi cái đầu nó đẹp quá. Ê, sợ quá. Cắn đào lắm. Từ từ anh bắt cho mọi người coi chút xíu thôi rồi anh thả. Không có làm em đau đâu. Đây cái đầu đẹp quá các bạn. Mưa ngày càng lớn luôn. Rồi cái đầu này nó cắn cái họng ở đây sẽ lì vậy. Yêu. Con này màu đẹp mà ổn quá, bị đứt đuôi. Đuôi này mới đứt tức thì luôn nè. Để chắc phải đi vô chỗ nào ít mưa quá. Mùa này dễ mưa dễ bệnh lắm. Đứng mưa đứng ở trong chỗ tối thì sợ nó tối quá. Đây. Này là tô cây gecko ha. Kêu tắc kè. À, anh em nào có nghe quen không? Bé này nó cũng có rất là nhiều mọp ha, rất là đẹp. Xung quanh nhà mình thì rất là nhiều bé này, có những bé bự hơn nữa. Tụi này thì nó ăn mặn ha các bạn ha, ăn sâu dế đó. Bây giờ mình muốn đặt cái điện thoại xuống để mình chỉnh bé lại, cầm cho nó ngay ngắn để coi bé này được cái đây. To quá. Trên mình bé nó có những cái bông rất là đặc sắc ha các bạn ha. Bé này nó có nhiều mọp lắm, nó có dòng albino rồi có kiểu gen caramel các thứ đủ thứ trơn á. Rất là dữ. Bây giờ là lại chút coi. Này nó cắn đau lắm đó các bạn. Cái hàm nó rất là khỏe ha. Cái dòng này nó có thể bò lên kiến đồ rất là ok, do chân nó có cái chân nó có những cái nó gọi là cái giác hút nè. Để mình zoom lại cho các bạn coi. Đây nó có những cái giác hút này cho nên là nó bò lên kiến đồ rất là tốt ha. Bò lên tường, bò lên kiến đâu rất là được. Tất cả đều ok hết. Cái họng của nó đen ngòm luôn các bạn thấy không?
dù là không thấy răng đâu nhưng mà cắn một cái lực táp của nó cực kỳ mạnh luôn. Cái đuôi này là vừa mới đứt xong, không biết là chui ở cái góc kẹt nào ra bị đứt. Rất là uổng, nếu mà full đuôi luôn thì bé này nó cũng tầm khoảng 30, 20 mấy, gần 30 cm các bạn. Thuộc dạng là to, bé này đầu bự rất là đẹp luôn nè. Anh mượn chút xíu thôi rồi anh trả, cặp mắt cũng rất là ngầu ha, rất là đẹp luôn. Ôi dồi, khi mà cầm nắm thì chúng ta phải né ra. Để mình coi coi bé này đực cái. Cái này có vẻ là một bé đực. Đó là một bé đực đó các bạn. Nó cũng có những cái chân tay đều có những cái giác hút ha, cho nên là bò lên tường, bò lên kiến, bò lên đâu cũng bò được hết trơn á. Đặc biệt là những bé này thuần được, thuần được nhưng mà sẽ tương đối là khó thuần các bạn ha. Cái da nó thì mình rờ mình có cảm giác là nó hơi giống như nó mịn quá, nó có một cái lớp nó hơi vừa mượt mượt mà lại vừa dứt dứt nữa. Da nó rất là mịn, nó có cái độ mịn giống như da của thằng lằn nhà mình vậy, nhưng mà trên người nó có những cái hột. Ấy ơi, quay xén chút xíu nữa là tiêu đời rồi. Thì những bé này là cũng có người chơi á, những người mà đam mê bò sát á thì cũng đam mê cái dòng Tokay Gecko này ở nước ngoài luôn, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Nước ngoài nó lại chuộng cái dòng này hơn là Việt Nam ha. Cũng có thể do con này thì nó gặp ở ngoài tự nhiên nhiều rồi, cho nên là mình không có chơi nhiều dòng này. Ở Việt Nam mình thì hay dùng cái con này để mà ngâm thuốc trị nhức mỏi đau lưng đầu này nọ đó, nhưng mà nói chung theo mình thì không có nên. Tại vì công dụng thì không biết là có hay không. Nói chung này không rành không bạc, nhưng mà nói chung là sẽ ảnh hưởng nguy cấp tới nhiều loài động vật ha các bạn ha. Thì hiện nay mà sử dụng việc mà sử dụng các loài động vật để ngâm thuốc đồ này nọ thì cũng đã được chứng minh nhiều là cái tác dụng của nó không có, nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái hệ sinh thái của mình. Đó, cụ thể là những ví dụ như rắn riết đồ này nọ rồi ngâm rượu đồ này nọ đó thì hiện nay cũng không có được ủng hộ ha. Chưa kể là những con này ở trong tự nhiên thì có thể nó ăn cái này cái kia, nó không tốt. Nó con này nó ăn mặn nữa thì cái hệ tiêu hóa của nó, cái đường ruột nó có thể nó sẽ nhiễm nhiều ký sinh, thì khi mà chúng ta ngâm rượu rồi biết đâu thì nó lại ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Muốn chữa bệnh chưa thấy đâu, nhưng mà nhiều khi là mang bệnh vô người nữa đó. Tắc kè ở trong nhà mình thì thường xuyên gặp luôn. Thì con này nó sống ở nó cứ thể sống trong nhà mình luôn đó các bạn. Nó nuôi chui ở trên những cái hộp đèn, rồi trên những cái la phong, rồi có khi nó chui như những cái ô cửa cuốn. Nhiều khi mình bấm cửa cuốn ra mình thấy xác nó dính trên cái cửa cuốn luôn á đó. Đó, thì nó chui rút ở trong đó. Nó bé này là mình chưa gặp, nhưng mà mình nghe nói là có những con nó dài cỡ được khoảng 40 mấy cm luôn. Thì có thời gian lái buôn săn lùng tụi này rất là nhiều, thì cũng đa số trong đó là lừa đảo. Bé này màu đẹp, có những con nó màu sắc nó đẹp hơn nữa, nhưng mà bé này nó mình ấn tượng với nó là nó sự tương phản giữa cái nền xanh và những cái chấm đỏ nó rất là nhiều.
Tụi này thì nó không có ăn rau ha, mà nó ăn sâu, ăn dế đâu, nói chung là ăn đồ mặn. Lấy anh thả đi. Mình đã từng bị cắn một lần rồi, rất là đau luôn, cực kỳ đau. Hình như nó cắn không nhả. Ở xung quanh nhà mình có lúc mình thấy được những con bự hơn con này luôn. Tụi này thì nó màu sắc nó chỉ đơn giản vậy thôi, chứ nó mặc dù kia nó là tắc kè hoa nhưng mà nó không có đổi màu giống như những cái dòng mà chuyên về màu sắc dù panther rồi. Nhưng mà có một thực tế là tìm hiểu sâu là cái con tắc kè hoa nó sẽ không có trong panther rồi này nọ đó. Thì mọi người hay nói là cái kỹ năng tự vệ của nó là kỹ năng coi như là ẩn mình ha, nó ở trong cái môi trường ngay cây nào thì nó sẽ biến đổi cái màu sắc của nó cho tẹp vô cái cây đó này nọ thứ. Nhưng mà thật sự là nó không có kỳ diệu giống như những gì trên mạng nó. Nhiều khi nó phù phép bằng những cái kỹ thuật đồ họa đồ này nọ chỉnh tiếp đồ, nó làm cho cảm giác là tụi này nó cái ẩn thân của nó quá tuyệt vời đi. Nhưng mà thật sự không phải nha các bạn ha, kể cả cái con panther chameleon luôn thì mỗi lần mà nó biến đổi màu này nọ là nó cũng tốn rất là nhiều năng lượng và cần thời gian đó, để mà nó chuyển biến, chứ không phải là trong vòng một giây là nó có thể ẩn mình đó. Có một cái clip trên mạng mà các bạn thấy là cho con chameleon nó bò lên cái mắt kiến màu gì đó, thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ liền. Thì cái đó là theo mình tham khảo của những anh em này nọ các thứ đó, thì đó chỉ là một cái sản phẩm của Photoshop rồi này nọ thôi. Mình cầm nó mà mình vẫn còn run tay, tại vì thứ nhất là cái các bạn thấy rõ ràng là cái đầu của nó, cái khả năng quay ngược về sau của nó rất là dẻo ha, nó có thể quay ngược về sau. Và khi mà nó đớp một cái là rất là đau, rất là thốn luôn, chảy máu liền, có thể bầm luôn. Thì cái loài này nó khá là nhút nhát, bình thường nó gặp mình là nó sẽ lẩn trốn thôi, chứ không có nó không có chạy tới nó tấn công mình đâu, cho nên là anh em không có cần quá lo lắng. Thì mình đang đứng đi vô nhà, trời tối rồi mà mưa nữa. Nhưng mà mình vô tình mình bắt gặp bé nó đang đu trên cái cửa, thì mình mượn chút xíu để mình quay mô tả cho những bạn nào chưa biết, chưa có cơ hội gặp gỡ nó ha. Thì con này nó sống khá là rộng trong môi trường Việt Nam, cứ ra ngoại ô chút xíu là tối có thể sẽ nghe tiếng nó kêu tắc kè. Ở trong nhà mình thì kêu hoài luôn, nhiều khi đang ngủ đang khuya vậy nó kêu cái giật mình luôn các bạn. Tiếng kêu của nó cũng rất là đặc biệt. Thằng Teppy con mình đó là nó Teppy con mình hồi lúc nhỏ là nó rất là mê con này, kêu tắc kè. Thì nó kêu cũng nhiều tiếng lắm à, cũng đa dạng lắm à. Ai mà sợ ma nhiều khi là quẳng với nó, ai sợ ma mà chưa biết nó đó, nghe nó kêu là ớn ăn á. Nó kêu ăn tắc nè. Nếu mà ai đã từng nghe rồi thì hôm nay sẽ được gặp em đó ha, ở ngoài tự nhiên. Trên người nó có những cái nút hột à, cầm vô cũng khá là cà đã tay. Có một số người sợ thằng lằn các bạn, có người sợ thằng lằn. Mình có hỏi người ta là lý do tại sao con thằng lằn nó nhỏ xíu mà nó hiền khô mà đi sợ nó, thì người ta nói là gờ vô cái da của nó trơn trơn mềm mềm, cho người ta cái cảm giác nó ớn lạnh à. Thì bé này gờ vô nó có cái độ mềm mại đó, mịn mịn đó, thì đôi khi nó mịn quá nó cảm giác nó hơi dít dính lại. Nhưng mà con này nó hơn con nó khác với con thằng lằn nhà của mình đó, là con này nó có những cái hột ở trên này ha. Hột của nó là coi như là nó kín luôn. Này anh em nào mà có cái bệnh tâm lý gọi là sợ hột thì chắc cũng hơi ấn ớn đó.
các bạn thấy là trên mình nó là nền xanh dương, có cái những cái chấm bi màu đỏ cam, đỏ nâu, và những cái hộp này, những cái nút sần, mắt thì khá là giống mắt rắn, cái lồng đen thì nó nằm theo cái chiều dọc và hình elip. Đầu bạn này bự nè, đầu bạn này bự đẹp nè, có những con này đầu nó nhỏ hơn, có thể là cái điện thoại mình nó bị dính nước mưa rồi, cho nên là nó hơi bị nhòe màn hình. Để mình lao coi. Ok, nói chung cứ tối trời xuống, tụi này là loài ăn đêm các bạn ha. Đó, thì ban ngày chúng ta sẽ ít gặp được nó lắm, nhưng mà cứ đêm xuống là đầu nó mò ra nó kiếm ăn. Thì nó cũng ăn các loài côn trùng, ruồi, muỗi, kiến, gián, rồi thằn lằn nhà nó cũng chơi luôn. Cỡ mà con chuột con bên kia rồi nó cũng dứt luôn. Thì chúng ta coi trên mạng á, chúng ta thấy những cái clip mà nó chiến đấu với rắn luôn các bạn, rắn lục luôn. Đó, hai đứa giành con mồi á, rồi hai đứa con rắn lục thì tính ăn nó, thì nó cũng chiến đấu ngược lại với con rắn luôn, không có ngại luôn. Uổng quá đứt đuôi, uổng quá. Nếu không đứt đuôi thì nó cũng hoàn hảo, rất là đẹp. Đây, chân mỗi bàn tay bàn chân thì có 5 ngón. Thì trên mỗi ngón thứ nhất cái này nó vừa có móng các bạn ha, nó cứ vừa có giác hút mà vừa có móng luôn. Đây là móng, đây móng chân của nó đây, và nó có những cái giác hút để nó đi trên những cái mặt phẳng trơn trượt là chơi hết luôn, không có ngại gì hết. Ví dụ như con iguana nó không có những cái giác hút này nè, thì nó chỉ dùng cái móng nó để nó bám chặt rồi nó bò lên thôi. Còn con này là vừa có móng, có nghĩa là leo cây được, rồi vừa có những cái giác hút trên cái ở dưới cái mặt dưới của cả tay và chân luôn, cho nên là nó hoàn toàn có thể đi được, hoàn toàn có thể đi được trên những cái mặt kính, những cái mặt phẳng. Đây các bạn, đây là những cái giác hút, đây là bàn tay của nó nè. Mưa ngày càng nặng hạt. Đây, mưa ngày càng nặng hạt. Thôi, đi kiếm ăn tiếp đi. Mình sẽ thả nó ha các bạn ha. Mới nấu dĩa đồ ăn cho Lucy ra cho ăn xong rồi đi vô là gặp thấy nó luôn. Đây, mình sẽ thả bé nó về. Trời, nó đầu tối quá, sắp thấy nét rõ rồi. Mình cũng đang dầm mưa luôn, mới vừa bệnh xong á, mà thấy nó hay quá cho nên là dừng lại để quay. Coi như là nếu mà đặt cái đây thì nó bự cỡ bàn tay mình. Úi dồi, nó dữ quá. Vào đây rồi các bạn. Nó lấy nét được rồi. Màn hình đã dính nhiều nước mưa quá. Đây. Rồi, ok, thôi bye bye. Cảm ơn đã cho anh mượn review nha. Bye bye. Cỡ bàn tay mình á. Đó. Đó, nó kêu quá bạn. Rồi, đi kiếm ăn đi. Coi có ruồi muỗi gì để dứt nó. Rồi, ok mọi người. Ướt chèm nhẹp luôn. Mưa mà đứng nói chuyện mười mấy 20 phút, ước chừng nhẹp luôn. Rồi, ok mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha. Bye bye.